trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. What she looks so damn hot in a man shop. Wonder if it's replay or you ask me for a block. Don't wanna talk with you right now. Strong in a teacup, không biết làm sao. I'm just so mean, it's all about me and my son, gonna speak it out loud. Chúng cả thế giới không có ai tin vào mày. Lắng nghe tiếng nói từ vũ trụ mà ta bay. Và trong huyết mình và mũi vẫn luôn bật cháy. Sống có một lần sợ đẹp của trời. Fuck, we're not here to be criticized. On the street all night, we are going wild. Fuck, we're not here to be criticized. On the street all night, we are going wild. Oh no where, oh no why, wanna make me cry. People wanna talk, but I rap like an alibi. Number one, number two, looking at them, then I look at you. Put your hands in the air, wave them like you don't care. Red V.I.K., I don't care. I rap in English, I finish. These people diminish, they taking the number to kings. These people, they sing. Nhưng em căng bước, nhưng không phải là tú vui. Em đã đợi anh sang rước. Trời ơi, cứu tôi, anh sẽ vì cùng em một tấm. Sau rồi anh sẽ đem khoe, hứa không làm gì đâu. Chỉ rap cho em nghe, phải do đồ biết thì kho đi. Mấy cái luật lệ đốt phá đi, bao nhiêu đi thì đâu có xá gì. Anh là daddy chứ không phải mommy. Bên trong bầu trời này càng lâu thì level tao càng tăng. Lên đều như gì gặp gió. Đâu biết đường này dài như đường thánh đường của thầy cho đường tăng. Nơi mang hết những gì thằng này có. Viết tay công viên in the school toàn làm văn. Sắp xếp từng người như cách tao đã hàm căng. Mướn lên cho tao không bằng trang tao làm ăn. Không thể hiện ra vậy không tỏ ra mình căng. Yeah. Lê Hoàng Nam và rap này gọi là Volta. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Em hiện tại em vừa mới về Việt Nam từ Úc và hiện tại em đang làm nghệ sĩ biểu diễn đường phố. Em xin có biết số 3. Yeah. Better bad. Yeah. 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 Voltac from a smoke town. Nguồn năng lượng từ vũ trụ trên cao. Hạ cánh xuống đường phố dù ngang ngạc. Tại đầu bộ bị thay phần đến mỗi ngày hạ đầy sò. Thanh âm từ vòng miệng phóng điện. Thả vào não kích hoạt vào tự kinh sáng tạo. Tạo tạo góc phố ta đầy nào đám đông kinh thật cao. It's the future playground. Open and hot and I grab under my. Beatbox thành phố là vũ trụ của tương lai. Nếu coi đường phố như là một cánh rừng hoang dại. Ta sẽ là con thú sao nó mơ để survive. When I got pushed closer to the edge. Kicks nine heads out better than death. Hành trình kéo dài không có gì là mãi mãi. Cứ sống an toàn chẳng khi là the edge. Thì cả thế giới không có ai tin vào mày. Lắng nghe tiếng nói từ vũ trụ mà ta bay. Và trong huyết mình và mũi vẫn luôn bật cháy. Sống có một lần sợ đẹp của trời. Fuck, we're not here to be criticized. On the street all night, we are going wild. Fuck, we're not here to be criticized. On the street all night, we are going wild. Những nhân viên loại không mỏi mệt. Gọi xe cứu thương chạy như ma. Mọi người, em tên là Hoàng Thị Quỳnh Anh, AK Capium, em 16 tuổi và đến từ chuyên Trần Phú, Hải Phòng ạ. Wait, wait. Put your hands up. Put your hands up. Vào việc, cái con chơi rap như là Hào Kiệt. Vào việc, cứ tổ on mic thật cái bạo liệt. Bỏ những cách kết lại ở đằng sau. Giữ sự thành công bên mình càng lâu man. Có không giữ, mới lại giữ đỉnh đạch. Ta vẫn sống, thật là sống lành mạnh. Sending this day to my ex. Thôi thì ngươi nên được one check. Yeah, represent. Cứ cho bú, vẫn câu ta chẳng như là đắc thần chú. Mang tới sân khấu võ thiên thanh. Cảm ơn ạ. Yo, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Tui Năm nè. Số báo danh nằm trên ngực, âm nhạc ở trong tim. Cho xin biết số 1 ạ. Yo, yo, yo. Thì cho em idea anh vừa mới đẻ. Như là bức tranh anh vừa mới vẽ.
xin kết thoa watch thay đồ mới mẻ. Em hỏi làm gì dọ idol giới trẻ. Yeah, gọi tụi bạn đâu quán ngồi xăm xí đu. Nếu tụi nó hỏi để làm gì á thì nó là làm tí chú. Dặn luôn tụi nó đi grab đi để không bị bí cả bu. Và từ con Quỳnh từng thượng bắt tay, anh em chúng mình bàn chuyện đúng sai. Không ai giống mình mà mình cũng chẳng giống ai. Còn mấy cái chuyện ở trên mạng thì thôi đừng nhúng tay. Nhưng mà thực tế anh em thấy lạ chưa, nhìn lại bản thân đôi khi thấy rất ngại. Có ai đã từng dính vào mối quan hệ yêu đương mập mờ chưa ạ? Chưa ai ạ? Phải để mình kể cái câu chuyện mình nha. Ngày dài đêm thâu cứ trôi đi, tình cảm không sâu nên tôi suy anh về nơi đâu. Nào ấy do mi nhận lại trái tim luôn vun. Anh dòng sông vứt đi kẻ lệ đi câu. Vì sao lại thế, tại sao còn đau? Vì anh không đến hay bởi vì em chưa quên cuộc tình mà không mang tên? Không yêu hay yêu sao anh không nói đây? Nhưng không biết sao em có quấn lấy anh mỗi khi anh đang gì cũng phải xem. I'm feeling. Còn ạ? Cho em xin con biết số 4 ạ. Dị. Thật rồi một sáng sau ta mất hơn 2 phút để mở mắt và nhận ra một điều ta đang ở xa nhà. Bước chân xuống sau ta làm mỗi khuôn mặt xinh xắc của ta. Rồi ta nhâm như bữa sau với một tay chả cho cắm thêm hàng mi. Nợ tờ 3P energy. Ta để anh ấy trông mong khi tỉnh chưa xong. Ta không thích ta rời đi. I know để ta đứng mình ta. Nobody treasure. Để tôi xích ta nó kêu dài đến never. Mấy bé có hiểm khích với chị nó. Anh xin cảm ơn ạ. Dạ em chào ban giám khảo và anh chị tổ chức chương trình và tất cả anh em đang có mặt ở đây ạ. Thì đây là lần thứ 2 em đi casting nhưng mà em cảm giác nó rung hơn cả lần 1 nữa ạ. Dạ và cho em xin con biết số 4 DJ. Hey. Ê. Bên trong bờ chơi này càng lâu thì level tao càng tăng. Lên đều như gì gặp gió. Đâu biết đường này dài như đường thấy được cô thầy cho đường tăng. Nên mang hết những gì thằng này có. Viết tay cứ viết in the school tao làm văn. Sắp xếp từng người như cách tao đã hàm căng. Muốn làm cho tao không bằng trang tao làm ăn. Không thể hiện ra vậy không tỏ ra mình căng. Yeah, từng rất thích đi đường tắt. Giờ thức tỉnh trong tầm mắt tìm sắc. Dạ em còn biết số 3 à? Dạ em rung quá chị Suboy cười cái cho em vui được không ạ? Yes sir. Đây là lý do nha. Vì sao ta cứ lặp lại nói do it for my fame. Cứ chân đi trên con đường đó do it for my fame. This shit not a game. Mở mắt ra mà xem. Sự cố gắng để tiến về phía ánh sáng khi trời này đen. Dạ rồi em cảm ơn mọi người. Anh em thi tốt nha. Em tên là Đỗ Hoàng Duy. Rap name của em là Tony D. Mang số báo danh là 1172. Ok. Khi đối diện với quá khứ không phải là từ bỏ mà là cảm ơn. Cảm ơn. Ta không biết rằng mình thất bại được bao nhiêu lần. Có những thứ cản trở, có những thứ làm ta hưng phấn. Có những thứ nhìn thấy trước mắt, nhưng vì buồn chắc nên không thể với. Biết rõ vẫn khó đi, DSK vẫn chưa thể tới. Khó thoát nên ta phó thác. Đó là khi tôi nhìn về hướng mặt trời và nói là I'm back. Khó thoát nên ta phó thác. Đó là khi tôi nhìn về hướng mặt trời và nói là I'm back. Như trở về từ quỷ địa ngục, ta phải biết buông bỏ trước khi muốn làm một kẻ du mục. Không phải ngồi đó và trở nên cô đặc cùng với đông hồ nữa ở nơi. Đứng xem và cả linh hồn là một chiếc không phải chọn trên cú bắt. Ngôn ngữ là bản sắc, âm nhạc là lý tưởng. Ngay cả khi ta nhả thì dưới bên này vẫn đang ở trên đường. Ngửa tay xin tình thương, đó là hoang thử. Nhưng lại đang cánh như đang ở trên thiên đường. Như đó lại là thiên đường của sự hoang tưởng. Dạ còn, dạ cho em xin câu biết xuống đi. Wow. Ê, wow. Nếu như không có cái niềm nguyên bản nào và sức mạnh không đến từ cơ bắp. Drop mình còn flow đến từ giấc mơ. Cuộc sống nó bừa bộn thì làm ngăn nắp. Bệ pháp cũng đến từ ganh tị mua một con đoạn coi chừng em bị mất trí. Thành công ngày mai đơn giản chỉ là hương vị. Xét định là vị trí. Anh có tự cho mình là đối thủ quá khí. Có cái bá khí mã nhắm tai nghe. Dạ cảm ơn. Chúc mọi người thi tốt ạ. Tôi tên là Ralphie, tôi 19 tuổi. My number 2251. And I'll freestyle on beat 1. Yeah, yeah. I
been running bad. Niggas always wanna test smack. I don't wanna flow, people wanna grow. Your mama tryna calm me, I ain't tryna fall down. I ain't tryna cry, I ain't tryna calm now. I switch the number, yeah, I switch the flow. Tell her come here, then she say, oh no. Oh no, where, oh no, why? Wanna make me cry, people wanna talk, but I rap like an alibi. Number one, number two, looking at them, then I look at you. Put your hands in the air, wave them like you don't care. Rap, yeah, I care, I don't care. I rap in English, I finish. These people diminish. They taking the number to kings. These people, they sing. I'm drinking my drinks. I freestyle, I'm Alfie. These people, they Ralphie, baby. Can you call me later on? I want your time. Can you go sing a song? Toy to my Ralphie, ay. Doing my chinta, ay. Like I said, I freestyle and I go, wow, why these people wanna talk? I'm on top with a smile on top of the game. People wanna leave my hands, go bang, 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 bang. Look at my gang, five cool people. I'ma rap out here, rapping the sequel. And you gon' do me like you do them equal. Bad little girl wanna treat me evil. Okay, you the devil like the 666. But I'ma mix the stuff like I'ma mix my bricks. And then I get the cash, the bags, the hoes, the flows. These people coming in and I step 10 toes. Oh no, I think I'm done. I sing my song, you sipping on some good rum. My baby like the I and the E, P and T and T. These people wanna see what I'ma go and be. Yeah, I'm a young man, straight from Vietnam, 14 years strong. Come sing along, like I said, baby, you and me lately. Xin cảm ơn. Ví dụ rất là cụ thể là tuy là anh ấy là người ngoại quốc nhưng anh đã đầu tư cái ca khúc này rất là dài và rất là nhiều chất xám mà. Xin một tràng pháo tay dành cho anh chị ngoại quốc của chúng ta. Yeah. If you can speak Vietnamese, I can choose you right now. I will go practice right now, okay? Okay, see you later. Maybe one day I will choose you. Thank you, thank you. Hi. Em xin chào mấy giám khảo. Em tên là Thanh Nhi. Rap name của em là Lil Craze. Em đến từ Under the Hood. Jameson beat số 1 nha. I got my old Bobby. I got crummy Bobby with me everywhere, yeah. My crummy Bobby cool, size in the air, yeah. Love me so size, champion. Care if it's kisses, guys, yes. I'm a billionaire, yeah. I'm a billionaire in the self of love. I'm a billionaire. I got my old Bobby. Đoán xem em thấy gì? Gió hoa tên là Bubbles. Wish you look so damn hot in a man shop. What if it's replay? Or you ask me for a block? Don't wanna talk with you right now. Strong in a teacup, không biết làm sao. I'm just so mean, it's all about me and myself. Gonna speak it out loud. Yo, need a mess. Rap crazy, did you that mean? Đưa tay cao sau thời những tầng mây cùng những tham vọng ta đã cố với lấy. Thành công đang đợi ở đầu dây bên kia và cuộc đời ta vẫn đã cố nối máy. Nỗi sợ hãi thì vẫn luôn bủa vây tâm can ta và không ngừng trốn chạy. Linh hồn ta như đang bị giam giữ, làm sao giải thoát cho đôi chân để đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Và đây là nơi đâu ta đang tự hỏi và đặt câu trả lời. Đã bao năm qua ta sống ở thành phố nhưng lại chẳng thể lưu chân ở cả đời. Và ta biết là những thứ mà ta biết sẽ chẳng giúp gì ta ở tương lai. Ta đã còn muốn trở thành một dược sĩ khi những vết sẹo vẫn đang hằn trên vai. Thế ta hàng ngày là tiếng nhạc bên tai cùng những khát vọng. Chúc anh em thật tốt. Yeah, yeah, yeah. Golden, golden, golden building. Yeah, yeah. Mẹ anh vẫn bảo nếu mày viết nhạc thì mày ra mà ăn. Nhưng anh chỉ muốn được sống được công hiến giống như vài ban nhà văn. Và trong đó niềm vui là chủ đạo, chỉ mong ngày mai còn đủ gạo. Tâm hồn này còn nhiều thiếu sót nên lấy âm nhạc để bù vào. Nhưng dù sao mọi thứ đều có sự tương ưng. Thành quả mà chưa trả thù lao thì có rút máu ra làm lưng cứng. Tưởng chừng đam mê chưa tượng trưng nhưng giờ vẫn viết đâu ai ngờ. Thưởng thức trọn vẹn qua từng phút từng giờ dẫu biết lâu phai mà. À, nếu rap chỉ vì những cuộc vui sẽ không bao giờ nhàm chán cả. Nhưng khi nó trở thành nguồn vui bỗng thấy mình chờ làm khán giả.
Cháu xin con beat số 3. Yeah. A golden building. Show the music. Garcia. You listen. Yeah. Sorry baby, I'm not a rapper. Still a champion, xuất phát từ xa giờ Peter Pan, matching beat. Need a map khi một anh đang gần hai tận xa. But need a chance as you'll be the man. Khiến cho hoài bác không thể ngó lơ. Khiến cho hoài bác không thể ngó lơ. Anh vẫn tự tin ghi vào nháp tự nhủ. Khi nào rap be the best in the map, I'm trying to be better than me than you ever see. Every part Hennessy trong mọi chapter. Yeah, 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 khi mà anh vẫn đang cố gắng thì tụi em ở đâu? Vậy thì cậu anh luôn có vì hôm phía sau. With the my gang, with the my G, with the OG. Keep me low key, what you calling? Sinh ra được dạy và còn thích kiếm đường. Biến chướng khôn lường ta phải biết kiến thương. Từ một thằng nhóc nghĩ là chơi phi thường. Biến động lực nhỏ hóa thành viên kim cương. Và thời gian đang chạy như là chó chạy đâu. Em muốn mình là bóng tối sau bình minh. Mọi chuyện xảy ra đều là nhân quả. Thân thân giả giả lẫn lộn xung quanh ta. Dạ em cảm ơn. Hey, hey, okay, yeah. Có nỗi buồn nỗi sâu thì lần may rồi tan thành mưa đi, bởi vì sao mà hai mình chia tay và em anh không thể nghĩ gì. Ước muốn được cùng em mình dạo chơi và đi quanh khu vườn đối diện với những ánh đèn chim bên đồi thông, mình qua nhiều con đường. Hey, em lắng nghe đi, anh thì mong sao hai ta sẽ luôn như vậy. Em đừng nghe người ta dành phan, người ta chỉ mong anh xa lại khi mặt trăng đang không cùng em. Hả, chị baby à, anh cảm thấy rất lạnh. Để chữa lành con tim anh không muốn ai cảm thấy bất hạnh. Sắc đẹp của em thật gấp cạnh. Hả, đứng ở gần bên em thì anh cảm nhận được một nguồn sức mạnh. Lời nói của em thật chắc cánh. Anh biết như mình thật thiếu là một chiếc nhạc cầu hôn thật lấp lánh. Mái tóc của em thật ống ánh. Đối diện anh mất đó tâm trạng nói dối đến như là sóng đánh. Có nỗi buồn nào chơi. Có. Dạ biết một. Thật sự là nhiều lúc rối lòng về phút yếu lòng. Và chẳng còn nhớ những thứ đó là mình đâu. Đêm cứ nói tiếng này mình sẽ xóa hết nỗi tiếng này và say đắm đâu ai hay. Thật sự là nhiều lúc đối mặt mình chỉ thấy hối hận. Lần này mình chả biết nói chỉ ngồi nhìn nhau. Dù em nhưng không muốn nợ vì mình đến với những nỗi sợ khi tiến với ta lần đầu. Hey, sẽ không còn một ai đến đón. Mình cùng ngước mặt lên bầu trời và chờ ngày mai sáng sớm, baby. Không còn trời cho hai đứa lớn. Anh cũng chẳng em muốn họ nhớ đến anh vì 284. Bao nhiêu ân tình đâu rồi, qua quá nhiều lần đau rồi. Say rồi cùng quay rồi lại nơi ngày xưa mình hãy ngồi. Yeah, wait, wait. Lao vào cuộc chơi vì trái tim này gọi mời. Đưa thanh âm chất của anh vang khắp mọi nơi. Kiểm soát nhiệt huyết khi nhiệt huyết đang tăng dần. Thì cứ việc mà anh cần là dùng giấy lau mồ hôi. Bộ chơi nhạc chất như này thôi. Không thể sắc bén nó được thoát in the void. Vui vì cảnh khắc được thể hiện trên sân khấu. Anh em thấy là mình đỉnh, không thể giữ được bình tĩnh. Thất lên nữa rồi ôi. Vẫn đang tiếp tục vì mình chưa nhắm mắt. Anh là thấu hiểu mưa lâu sau tấm đất. Nhìn thấy cơ hội để giúp mình đi lên là anh liền ghi tên ok nắm bắt. Những lấy dèm pha anh đang bỏ ngoài tai. Anh không thể sống trong lời nói của họ mãi. Cứ vì làm thôi vì đam mê đâu là sai. Gặp cái thành quả khi mình đã đi đủ dài. Dù họ đang nghi ngờ về anh nhưng anh còn đây. Năng lượng luôn là 100% mọi thứ mới là on stage. Hay đợt, nghe đợt, nghe đợt, get on my way. Đối diện, face to face. Đã từng đi diện với số khách chỉ vài trăm. Lâu vào nguy hiểm đã bộ lộ những tài năng. Thể hiện nghi quyền trong cái giới bê đồ. Thì mình như là devil ở cái mảng xây bên. Làm cho họ bất ngờ dù cái đám này dạng đơn. Chú tệ đường xanh cũng vậy vô con mảng đơn. Dạ ok, lời đầu tiên là em cho em xin kính chào các vị ban giám khảo. Và xin chào toàn thể mọi người đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ em tên là, mọi người có thể gọi em là Lý Nam. Nghệ danh của em là Elboy ạ. Hôm nay em đến để hoàn thành phần trình diễn của mình. DJ cho em con beat số 3. On top là mình về hip hop. Cái trình độ và nhiệt huyết mình đã đây. Cho em xin lại đi. Dạ em cảm ơn. On top là mời về hip hop. Khi tôn trọng và đoàn kết là my style. Đúng anh ngồi mình hip hop. Tên là hip hop mà không phải chết nó nằm chết nè. Yeah. Nhịp flow của anh không hề lu mờ. Trên 4-7 is 2. Saudi, my pool. Gucci, my shoe. Follow me, let's do it. Yeah, anh phải đốt chơi vào lâu. Anh đẩy và anh mỉm cười mình nói đi can't see. Anh muốn có... Yeah,
24/7. Làm việc cực lực, sức hơi tốn nên gãy. Cậu mời tôi đứng lên nhảy, hoặc là một lần thử được xứng tên quẩy. Ai đang đầu dây bên kia, có phải do áp lực mà buồn rầu trong đêm khuya. Tôi thì chỉ mong số của mình sang trang mới, thầm cảm ơn tất cả những điều mà cuộc đời đang mang tới. Thêm một đêm ưu sầu vì em bước đi ngay trước khi chưa kịp lau nước mắt. Không một câu trả lời, em vội quên anh rồi vì... Em cảm ơn ạ. Em xin chào mọi người ạ. Em tên Đinh Đức Hoàng ạ. Nghệ danh của em là Dinh Ngo ạ. Em lên đây chắc là em xin phép xuống luôn ạ. Tại vì em thấy mọi người dữ quá, em thấy em không đủ. Thật. Vậy thôi, em chung vui với mọi người chứ em xin beat số 1 ạ. Dạ. Nhìn ở thu mình trong căn phòng không có em. Thu mình trong căn phòng chợt nhớ đêm dài. Thu mình trong căn phòng chợt phát ra. Thu mình trong căn phòng chợt thu vào trong là nỗi nhớ. Thu em vào những thứ mà anh viết. Thu vào những điều mà đây là đáng đích. Thu vào những mà em để bỏ xích. Thu vào những tim mà anh đã ráng viết. Thu vào những tim mà đây là để khó. Thu vào những kỷ niệm em để đó. Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ngày hôm qua thì em nghe có một lời nguyền là cứ ai khen chị Suboy là dắt 4 câu là tạch. Nhưng hôm nay em thấy thực sự là tất cả các ban giám khảo, tất cả mọi người ở đây quá là tuyệt vời. Cho em xin con viết số 3. Cho em xin con viết số 2 đi ạ. Viết số 2. Ok. Bài này mình dành cho bài này là bài không phải hói. Tất cả những ai đang có tóc ở đây có thể giơ tay lên cho mình được không ạ? Ê, ngoài trời mưa, anh đăng nhạc chỉ mong có những người mua. Đã từng thất bại thì anh thử tài tiếp lần nữa. Vì cuộc chơi này không dành cho những kẻ thua cuộc. Khi bị điều gì đấy là cách mà bọn anh sinh tồn. Anh ăn ở tốt thì nên là kế anh sinh. Anh muốn bữa ăn mai sau của anh không có nhiều tinh bột. Anh làm người tốt mà không để mẹ bị người ta khinh. Hải Ngọc gọi cho anh alo là tới. Hải Ngọc mang tóc cho con gà đói. Đồ đạc thì cứ để lên sông mà với. Anh đi giáp tông thì vụ bập phục không phải đối. Hỏi anh còn đây không à khối. À cuối năm tất nhiên mua nhà mới. Hải Ngọc đối với anh là tiền bối. Và khi anh cầm máy trong tay là khi vận may nó liền tới. Vài đồng đối với anh là tiền thối. Để anh không để ATM mà anh lấy ra vài quyển gối. Alo, anh gọi điện cho quỷ dưỡng không phải để thương lượng. Anh đòi lại nhân cách hồi đó anh cho mượn. Có quá nhiều tội lỗi anh bảo là không được. Có quá nhiều giả dối, qua nhiều lần giả lỗi. Có quá nhiều brand này mới đâu cần phải lọc. Đối tâm với mọi người hơn là cầm cái băng này học. Bước chân vào cuộc chơi này còn nhiều điều anh cần phải học. Cho em xin có biết số 4. Ê Looking, I'm cooking. Anh đã bớt tối nữa cho gia đình. Mà anh thường dặn được có hổ báo. Con đời về son là trên cổ áo. Anh là gọi điện tôi từ cha mình. Looking, I'm cooking. Và đã vào chẳng thân để anh phi lên. Anh sẽ bùng nổi như là SEA Games. Có chai rượu gần lên men. Cần gia vị của những lần bên em. Giọng của anh tẩm thêm nêm. Mấy công thức là insane. Chỉ nào anh quên đâu còn ghi chép. Em có thấy được free man. Cô ta thích lại pretend. Và trong gương thấy mình vi sen. Anh đã làm việc với mấy thằng anh em ở đây. Với bọn anh thì ăn chơi là chính. Nguồn năng lượng mà anh cất vào trong thì nó lại tuôn ra. Nhiều khi anh phải nín. Nhiệt độ nâng đến 100 độ C thì người ăn hộ đê. Rồi xem anh nấu beat. Anh làm nhạc bằng tất cả đam mê. Và chốc cả ban đêm cùng ai ông bạn tím. Drop the beat, cooking dinner. Thích vang pháp hơn là Coca Cola. Thích chan chát, ok I'm sober. Thích ca hát cùng Gomi trong nhà. Anh ta là mọi thứ giờ đây đã tươm tất. Cho đến quá khứ anh cần nó xuống đất. Anh không vô dư nhưng không muốn mất. Họ tưởng là tiệm xuôi nhưng anh đến lúc mắt anh không. Thank you cả nhà. Đến xem anh chơi như monster. Ta cũng vui đùa khi hát show. And maybe I'm a monster. Khi nhìn body em quá lâu. Để anh on my game over. Baby em cứ đứng phía sau. I'm calling out my monster. Tay cầm tay we take it slow. Yeah, ta thêm chill trong phòng thu.
body move. Em luôn khoe là tao hợp gu à. Johnny Brook đưa âm thanh này vang cả khu à. Baby quá là hư, bật bài tích xít em tích xít như anh thích viết. Nhưng bài hát làm chúng ta feel. Ê, yeah. Ê, yeah. Young boy, check it out. Bass vang có được sound. Cushion, cushion. Tên này vang lên hit the wall. Young boy, check it out. Bass vang có được sound. Cushion, cushion. Tên này vang lên hit the wall. Cuộc sinh ra đã chất. Anh em tôi diện quần áo tương tất. Lấy cái áo blazer nghiêm chỉnh lên hình thu bài cypher. My check one two. So the complete when they choose to. Show me your... Em cảm ơn ạ. Yeah, I should keep it cool, I should keep it cool. Anh là châu Á sau, sống còn đớp trong phòng tù. Sống còn đớp trong phòng tù, châu Á Sài Gòn. I should keep it cool, I should keep it. Đi cho thành phố có đường sạc. Bao nhiêu cảm bét vượt quá như sơ. Bao nhiêu ít chi là phòng hoa lượt đi. Đảo phố xa như tầng cha kim chi. Đôi cái môi chưa lên cổng thử thích nghi. Cho thật khiêm như vào tầng thử hâm mi. Theo cây bỏ hết những quen ma alright. Không ơn công thu cho tên chi alright. Vươn lên trong trên trong vùng đất xào xa. Như cho ông lửa sông bên trong tồn tại. Bao lời vấp ngã ý chí khô khan. Không tất cả anh vẫn còn đen. Nếu ngày mai anh muốn thật sang. Đối với cảm xúc anh biết một chen. Đối với gửi biết đánh hoa nhau tan. Thôi nghe nói nhìn thấy rồi quen. Như cho ý tưởng không biết được với nhiên lại đẹp. Đấm thật mạnh vào quen it's good. Tìm ra ý tưởng thật khác. Đừng có dây này in chat it's good. Anh sẽ tìm ra lối quen. Red rock 4K. Ay, pull up every day. K, bắn bây xa như đầu bảy. Thì nghĩ tâm thầm để AJ. Anh em vẫn chung tay. Anh vẫn làm việc hàng say. Kể từ khen quét nơi đây. Em I see trên tay. I see it all day. Thì hàng see ok. All AP high stay. Đấm thật mạnh vào quen. Yeah, yeah. Let's. Thôi luôn còn gặp một chiều bao giờ là đổ. Hao khai khiếp nhờ không tân tính và trả thù. Bước lên sân đấu không có ai là đối thủ. Quyền anh lên một nhà viết với các khu. Lũ muốn làm chỗ nhưng là chỗ của chính mình. Hao khai kiếm xoay và kiếm chế được tính tình. Hơn mi bằng vai tôi bằng hữu và tương tính. Cách sống hòa đồng tôi đến với chân tình. Không có tranh đùa, ai thắng ai thua. Anh chỉ quan tâm công việc của mình. Lo cho tương lai, cuộc sống thoải mái. Gọi phát sáng anh lại đại mình. Lo toàn gác lại công việc, cho bị website thôi tao mẹ cha mình. Mặc bảo hay đờ, cô đang kinh ghét. Có nói gì thì đây chẳng tin. Năm 18 rồi xa gia đình, bắt đầu lập nghiệp từ con số 0 cho đến bây giờ là cả quá trình. Giữ vững lập trường không theo số đông. Bạn tin nóng, đừng cãi đầu lạnh. Ở đây cân bằng kiểm soát cuộc số. Âm nhạc phân bố được cấp bản đồ. Cũng thấy cản trở kinh bước trên phố. Dạ, yeah, rất cần chào nếu anh say quanh. Nhưng anh đây đừng sửa tâm điểm. Luôn phải xét những thứ qua bóng mạng. Dạ, dạ, em cảm ơn ạ. Ây, 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 ây. Bước lên đây để mà thi thố. Giấy viết đâu để còn ghi vô. Chưa biết sẵn tiền đi mấy bố. Ủa làm vậy để chi mô. Để còn đi thu, đi vào tu. Lấy cây dù, nhưng không phải để thấy mây mù như hái thứ hiệu. Ủa, lộn, hiếu thứ hai ngày một đêm một em gái. Hai ngày hai em gái. Ê, cho cái mẹ tơ thuyền khoái. Ê, sao cô khay đang bên trái. Đừng đi đâu khi mà tụi anh đang lướt. Không có cần ai bàn bước. Để cho tụi anh sang trước. Và anh bước ra 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 ra. Ồ, nhìn em căng mướt. Nhưng không phải là tú vui. Em đã đợi anh sang rước. Trời ơi cứu tôi. Anh theo vì cùng em một tấm. Sau rồi anh sẽ đem khoe. Hứa không làm gì đâu. Chỉ rap cho em nghe. Phải rồi là biết thì là kho đi. Mấy cái luật lệ đốt phá đi. Bao nhiêu đi thì đâu có xá gì. Anh là daddy chứ không phải mommy. Rap là homie. Rap là chi kỷ. Rap là oxy. Rap cho đến khi có. Yeah. Bước tiếp hay là bỏ cuộc. Lắm lúc ta cũng không rõ được. Giữa đam mê với nghề mưu sinh. Chọn cái nào là công việc chính. Đâu thể dễ dàng có được cái mình thích. Cục đâu thể bỏ luôn cái nghề kiếm ăn. Nhưng ta cũng muốn bước vào những xiềng xích. Thích sống cái tự cho có nhiều tiếng tâm. Phải làm sao đây? Anh sẽ giúp ta giải đáp vào câu hỏi này. Có thể là không một ai mà là tao đây. Ta vẫn đem cho câu trả lời vào mỗi ngày. Và nếu chỉ tìm thấy một cơ hội, ta sẽ cố gắng mặc cho thức mà chơi chọi. Nếu muốn thành công mà không ngã đừng mơ vội. Quy luật cuộc sống này không dễ đâu. Muốn phá được luật này không thể đâu. Hey, để cho ngọn lửa được cháy. Để cho tao còn cầm mai. Quay đầu về là hip hop. Chị chị handicap, never stop. Up trên phê này, không cần cap này. Trên chiến tàu ban để no vì biết sai wiki này. On the beat, handicap này, never stop này. Up trên phê này, không cần cap này. Trên chiến tàu
làm sao cơ. Cơ hội trời ban, mấy cái thiên cơ. Những tay anh cầm, chẳng phải thời cơ. Bước lên phía trước, vừa hết rầu cản. Không cần đào tạo, nhưng phải lấy nhờ bài giảng. Với những thứ tài năng, người không chỉ có nhiều đó. Không cần vàng bạc, kiến thức là tài sản, ok. Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.